Đây. Nước mắt hẳn hoi. Thế em ấy hoảng tráng. Thế bị yêu. Rồi. Thôi đi. Rồi, ấm rồi. Bây giờ gì xếp cái chồng nào vào chồng lấy cho chị để đó thì chị còn thay cho em, cho thay cho chồng. Chồng bây giờ bỏ hết các thứ ra để một cái gói gì ra ngoài. Xong để một cái ra ngoài. Còn đâu để một chồng áo này, một chồng quần này. Chính ra đi con, để cho em tìm. Cháu sang bên kia học đi. Dương cũng sang đây. Ai cả? Thế? Chưa phải là cửa. Thay quần áo cho nó. Cửa. À, bác Dũng hầu này. Kiêng khen gì không? Không. Em mua đẻ của anh gì? Em mua đẻ. Bác Dũng vừa đi công tác về à? Về tối qua. Trường học đi đẹp xong cái cả người cười coi như là ha cười giống tiện quá. Bây giờ thì Hồng nhìn giống không đã? Hả? Nhà chung quen này. Không thiếu ấy à? Sở Hưng Yên. Anh chưa sữa? Có ít. Trường Chu Văn An đấy. Sao em học bài đi cháu ơi. Chiếc gối này có giá là bao nhiêu trăm nghìn. Trường đang học bài. Trường đang học Chu Văn An. Không ở Mỹ cả. Nghe tiếng Chu Văn An được. Em vừa hiểu. Sao nhìn cũng thay cho em. Chẳng thay gì. Đi ra thật tới cho em đi. Đi ra thật tả cho em. Này, nhím, ra giặt tán nha. Đừng có động để nó gãy cái này. Đấy, cái này cháu làm đấy. Gặp ở đây rồi đây này. Làm này thì nào, cái này nào. Bố Tiến thích à? Mắt bố ấy. Ông Tuyền mới tốt phấn khởi, ông Tuyền có trông gậy đi tôn. Họ Nguyễn Vĩnh ông Tuyền. Quay anh tránh ra, anh tránh ra. Nên cho quá lên là nó gãy. Anh tránh ra. Không làm việc làm nó không gãy. Không, nó không gặp lại. Nó không nuốt nữa kìa. Ông cũng mỗi một cái dao không tệ nào.